tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa yakha paliwaha pula puli pulente sakhalang evamatunang vetanang pakapati ketang pahitang tumhang khipamai vasamissato sabbhe pulantu sankappo chantho panayaso yakha sabhiyatiyo viva santu sabhalo ko vina sattuma deva vat antarayo sukhi khi khayuko khawa khiwa khanasiyali sani chung hutha vajayino jatalo khamma vatham ti ayupano sukhang phalang. Cúng dường khánh tịnh pháp thân tề lô giá na Phật hiên ba ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai hạ sanh Di Lạc tôn Phật Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật khắp phương tam thế nhất thiết chư Phật đại trí văn khổ xưa lời Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Tâm Đức Lục Vị cúng Phật cập tăng pháp dưới hộ phổ đồng cúng dường nhật pháp Phật khởi đứng nguyện chúng sanh thiện diệt quy Phật và mạng. Muốn có nhất quyền đoạn nhất thiết ác, muốn hai quyền đoạn nhất thiện, muốn ba quyền đoạn nhất thiết chúng sanh. Ngũ quán có nhất kể công so với người đem đến cúng dường. Quán thứ hai xét đức hạnh của mình họ đã cúng dường. Quán thứ ba người tham sân si là cội gốc. Quán thứ tư chính là vị khúc hay để trợ minh thu gầy. Quán thứ năm vì hành đạo nghiệp mà họ công này. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta ăn cơm đúng. Lâu lắm mới ăn cơm cơm ớt thế này ha. Ừ. Thầy thích món mà thầy thích. Ớt cốc nhín nhện. Bù cạp. Ngon. Bù cạp chơi luôn hả thầy? Ừ, bù cạp ngon. Dạ. Thầy thích ăn bù cạp. Ăn dế. Ăn cào cào, châu chấu. Thầy thích ăn mấy lần đó không? Còn chim á, thầy thích chơi chim, bóp chim. Bóp cu là nghe con chim cu á. Cứ ngặn miệng quà. Cái nó thầy nói là chơi chim, chơi cu là con lậm quật á. Dạ. Tại đặt cái tên trùng nó biết kêu bằng vậy dạ. Chim kêu bằng chim, chim én, chim sẻ, chim cục, chim châu chấu, chim sáo. Chim sáo, chim quạ, con két. Còn con cu lửa, cu đất, cu xanh, cu đỏ nó nhiều màu nữa. Sáng giờ thầy làm kiện cực đó ha. Ừ. Giờ người ta nuôi cá thì muốn dưỡng cũng phải xúc cái bình cá, cũng phải bắt cá.
bóp rớt một cái ra. Còn chim người ta cũng phải ra rửa lòng nữa gì, người ta phải nắm chim ra, không phải bóp để cho chết, mà mình ta nắm, người ta bấm bột bắt. Bóp cũng đúng luôn, để nắm bắt bóp cũng giống, từ giống nhau. Nuôi chim không thôi, rờ chim, bắt chim, chăm sóc chim. Nuôi cu cũng không được, bóc cu. Nghe sao nuôi? Nuôi là phải được bóc rồi chăm sóc ẩm tay. Giờ ai muốn nuôi mà có con sáo á với con két, con cu tập là nói được luôn. Ba loại chim này là nói được, hót lớn to mà nó nói được tiếng người đó. Nó lâu rồi mà thầy. Chiến thắng mùa xuân năm 75, chiến thắng vẻ vang. Cứ tụi con cứ chiến thắng năm 75 là đang đánh giặc với nước nào? Mỹ hết mà. Thì thầy đố nước nào? Mỹ. Mỹ nó đánh. Như là mình đánh đuổi giặc Mỹ chứ Pháp. Mình... không Pháp là 45. Pháp là Paris, hiệp ước Paris là Pháp. Paris là nước Pháp chứ nước Mỹ có Paris không? Nhưng mà thầy đang đố là 75 là đánh nước nào? Thì như thầy nói nước Mỹ đúng rồi, nhưng mà thầy nói đố thầy năm 75 thầy đang ở đâu? Phải ở Phật á, ở trên trời á, ở ba trên trời hay chơi. Em nói là thầy năm đang đi vui chơi trên bầu trời và vũ trụ. Năm 81 thầy mới bay xuống đất, đạp đậu xuống đất. Thầy đố một câu hỏi quá dễ, quá đơn giản. Thầy ăn cá thầy. Con nhỏ già già tên Phượng tên gì, nhỏ nó khùng khùng điên điên, cái thầy không thích nó, cô không thích nó tại rồi hai mấy cái đứa mà nó hổn giống như thằng đó đó, con không có rủ, không có đến chùa đã, thầy không thích, đừng có cho nó gặp mặt thầy. Và nó đã nó hổn, giờ đâu con rủ hay con nói, con dám nói vài ba câu, lát nó chửi lại con luôn. Giờ con già nói nó cũng chửi. Chứ đừng nói mà nói rồi thầy mà tu mà đến mà con chùa không phải chỗ chơi, chỗ giỡn, chỗ ăn, chỗ uống. Mà nó nít nó hổn với nó khùng khùng lại chùa làm gì? Đến chùa ta tạo ra cho những người ăn học, giáo dục của người tốt và sửa
chứ không phải là mình lập cái chùa ra để chứa mấy thằng khùng mấy thằng điên. Thôi người ta làm chạy giam hay chạy điên chạy khùng gì chứ. Cái chỗ người ta nuôi chạy điên chạy khùng á thì không ai gỡ vô đằng tao huấn luyện với người ta nuôi. Rồi anh chạy kêu còn chạy ở Củ Chi mình á, với không còn có chạy gì không? Dưới đây nè có chạy nè, chạy Lê Minh Xuân á, nuôi người tâm thần, chạy cơ nguyện. Thằng này phải cho nó vô chạy quản thúc nó. Ừ. Rồi có chạy nữa. Chạy giam của bà Hà. T30. Mốt chạy giam đó do bà Hằng xây mà bà Hằng phải ở. Xây phải ở chứ để lại. Bữa nay thấy ngon quá ta. Ngon gì ha. Bữa nay không phải không nhớ Hằng mà nó tù rồi. Ba tháng chưa xét xử, chưa điều tra ra chứng cứ. Tụi nào đủ chứng cứ người ta mới ra tòa án xét xử. Nào ta bắt hết tất cả khai hết rồi. Muốn xử đâu phải dễ đâu, phải điều tra vụ án, xét xử cho thật kỹ chứ không phải. Đâu phải có tội cái bắt vô cái loại xong đâu. Bao nhiêu luật sư người ta cãi, bằng chứng đâu? Phải có bằng chứng mới được. Còn giờ thầy cũng bực mình. Cái chuyện cá nhân của thầy, ăn học của thầy, có bằng nói chị. Nó tóm gọn không bàn để mấy người dốt hay dân trí tuệ hay dân hay sao hỏi bằng cấp. Cha mẹ người ta nuôi, cha mẹ người ta không hỏi thôi chứ mà cha hỏi ta học hoàn thành thì chuyện của nó luôn. Cha mẹ còn nhiều khi học tới đâu đóng tiền giúp cho ăn học tới đâu thì mừng tới đó là biết rồi. Còn học có bằng bằng chuyện của người ta. Xí vô chị, thầy nói giống như các kênh YouTube nói bậy nói bạ rồi câu view câu like thì người nào có người đó biết. Rồi con hỏi này giờ người ta ăn học thì người ta có trình độ không, người ta vô cái chuyện của người ta, cái quyền đó tự do của nhân dân. Con em hay là con người ta ăn học hay các già trẻ bé lớn gì cũng trăm tuổi cũng dẫn đến trường học. Thầy nói giờ muốn làm việc nhà nước, muốn làm việc cơ quan, muốn làm việc cho các bất cứ công ty hay tổ chức nào đều phải có bằng cấp và trình độ, không có ta đuổi, ta hắt ra hết. Rồi tất cả các chùa chiền, ông thầy trụ trì không có bằng tiến sĩ, hạ sĩ, tiến sĩ là cũng không được làm trụ trì luôn. Giờ là không có nói đại học là gạt vỏ ai cũng có hết. Giờ học sinh sinh viên nào, con em người dân nghèo nhất địa phương cũng có bằng đại học. Nên là các chùa chiền giờ phải có bằng tiến sĩ mới cho trụ trì. Không tiến sĩ đuổi ra khỏi chùa luôn, không có trụ trì trụ trét gì đó.